Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh sẽ gửi tới quý khách hàng một vị trí căn nhà ở ngõ 3 Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội với những cái thông số nhà như sau. Với diện tích là 41m², mặt tiền là 5m, hướng nhà là hướng Tây Nam và giá chào bán chỉ từ 3,5 tỷ. Lô nhà này là lô góc. Mời mọi người theo em vào vị trí cụ thể của căn nhà. Với ngõ trước nhà là 5m và cách cái trục đường 70, trục đường đi ra hướng phía Sala và Viện Ca Tân Triều trong phạm vi bán kính 150m thôi mọi người ạ. Từ vị trí của cái ngôi nhà này rất là gần với chợ dân sinh, đường xá giao thông thuận tiện, gần với trường mầm non, tiểu học. Mọi người theo em, đây chính là phần cửa chính của ngôi nhà. Cửa chính của ngôi nhà được thiết kế là cửa cuốn và mặt tiền của ngôi nhà đã được lát gạch 60-60 màu đen vân kim sa rất là đẹp. Với cái mặt tiền là 5,2m trên sổ đỏ mọi người ạ. Với cái hiện trạng của cái ngôi nhà này thì là chỉ việc dọn đồ về vào ở thôi, đã hoàn thiện xong về phần sổ đỏ cũng như là giấy tờ pháp lý hợp lệ, hoàn thiện gần như là đầy đủ hết về cái hồ sơ điện, hồ sơ nước. Mời mọi người theo em vào phía trong tầng 1 của ngôi nhà này, xem với cái tầm tài chính là 3,5 tỷ, ngôi nhà này vị trí như thế thì thiết kế nó có hợp lý hay không. Đây chính là phần phòng khách của ngôi nhà mọi người nhé. Đó. Nhìn ở trên video thì mọi người có thể nhìn thấy giúp em về phần gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh cũng như là trần thạch cao của ngôi nhà này đã được hoàn thiện xong rồi. Hệ thống, toàn bộ hệ thống đèn LED chiếu sáng cũng đã được hoàn thiện xong. Từ vị trí của cái căn nhà này đi ra tới cái trục đường 70 chỉ 150m, cách với bệnh viện 09 và bệnh viện 103, bệnh viện Ca Tân Triều chỉ trong vòng phạm vi bán kính 500m đến 1km thôi mọi người nha. Và từ cái vị trí của ngôi nhà này đi ra cái trục đường Nguyễn Xiển để đi lên Thanh Xuân rất là gần mọi người ạ, chỉ khoảng tầm 1,5km thôi. Mọi người có thể giao thương đi lại qua cái vị trí của ngôi nhà, từ vị trí của ngôi nhà và đi đến các điểm chính của các phố của Hà Nội rất là gần, rất là tiện. Mời mọi người theo em vào phía căn phòng bếp của ngôi nhà. Đây chính là phần phòng bếp của ngôi nhà mọi người ạ, đã được hoàn thiện xong hết về phần tủ bếp, phụ kiện bếp. Đây, vòi chậu, chậu rửa bát đều được thiết kế là inox 304, phụ kiện bếp cũng vậy ạ. Đấy, với cái tông màu chính của ngôi nhà này, chủ đầu tư thiết kế là tông màu trắng. Cho nên khi bước vào cái vị trí của căn nhà, mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Rất là rộng, cảm giác một cái không gian nhà rất là rộng, rất là thoáng. Bởi vì là cái lô này là lô góc mọi người ạ, cho nên phía trong căn bếp của ngôi nhà là có một cái cửa sổ nhỏ hướng ra phía bên ngoài để lấy ánh sáng cũng như là không khí vào trong ngôi nhà. Phía tầng 1 của ngôi nhà gồm có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh đầy đủ về bồn cầu cũng như là chậu, vòi xịt và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên toàn bộ ngôi nhà. Với căn nhà 41m² thiết kế là 4 tầng thì toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 lên trên phía tầng 4 được thiết kế là gỗ lim Nam Phi và mặt bậc của bậc cầu thang được ốp đá đen hoa cương mọi người nha. Phía tầng 2 của ngôi nhà kế là 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Mời mọi người theo em vào phía căn phòng ngủ thứ nhất. Căn phòng ngủ này có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài rất là thoáng, rất là mát. Với cái hướng nhà là hướng Tây Nam mọi người ạ. Và phía bên cửa sổ này là hướng Đông Nam, cho nên là tạo nên cái ngôi nhà này rất là trong lành, rất là thoáng. Phần của ngôi nhà ở trong phòng ngủ này thì là chủ đầu tư cũng thiết kế trần thạch cao, hệ thống đèn LED âm trần rất là đẹp và rất là tinh tế, tỉ mỉ, cũng như là sàn gỗ mọi người nha, sàn gỗ công nghiệp. Cửa thông phòng của ngôi nhà là cửa gỗ lim. Và trong phòng ngủ của ngôi nhà này thì chủ đầu tư có để ống chờ, dây chờ cũng như là áp chờ điều hòa. Mời mọi người hướng theo Ngọc Ánh hướng sang phía căn phòng thứ hai. Căn phòng thứ hai của ngôi nhà thì hướng ra phía mặt ngõ. Căn phòng này thì rất là rộng. Và đây như mọi người có thể nhìn thấy này,
có hai cửa sổ và có một cửa hướng ra phía ban công để lấy ánh sáng cho toàn bộ cái căn phòng này. Với cái diện tích căn phòng ngủ của cái ngôi nhà này thì có một căn phòng ngủ nhỏ và một căn phòng ngủ lớn. Thì cái căn phòng ngủ lớn mà hiện tại mình đang đứng ở đây thì nó rơi vào khoảng tầm 25m² mọi người nha. Trần thạch cao được thiết kế đầy đủ này, hệ thống đèn LED chiếu sáng. Trần thạch cao thì trang trí theo kiểu giật cấp, tỉ mỉ và tinh tế. Phía ban công của ngôi nhà có thể mở được cửa hướng ra phía bên ngoài. Thì chủ đầu tư có thiết kế một số chậu cây tiểu cảnh rất là đẹp, chậu cây hoa hồng. Đó. Sàn gỗ mọi người ạ, sàn gỗ này nó là sàn gỗ theo cái màu của quả óc chó ấy, rất là trẻ trung. Và cửa thông phòng đây ạ. Phía tầng 2 có một nhà vệ sinh mà mọi người hướng theo em vào phía phòng vệ sinh của ngôi nhà. Đây chính là phòng vệ sinh của ngôi nhà mọi người ơi. Gồm có đầy đủ về bồn cầu, hệ thống sen tắm, bồn rửa mặt. Cái căn phòng vệ sinh này thì được chủ đầu tư là ốp gạch 30-60 lên trên với tận trần. Và trên trần của cái nhà vệ sinh này thì được chủ đầu tư thiết kế là trần nhôm hoa văn. Và mọi người có thể nhìn thấy cái bộ sen cây này không ạ? Rất là đẹp. Bộ sen cây này được ví von là một bộ sen cây theo cái hình thức, cái màu sắc quý tộc ấy mọi người. Vừa trẻ trung, vừa đẹp mắt mà lại vừa tinh tế. Mời mọi người theo em lên phía tầng 3 của ngôi nhà. Và tầng 3 của ngôi nhà cũng được thiết kế tương tự như tầng 2 mọi người ạ. Cũng gồm hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Thì là phòng ngủ của tầng 3 cũng tương tự như tầng 2 vậy. Đều có ban công hướng ra phía bên ngoài, có cửa sổ hai bên. Nhà vệ sinh ạ, tương tự như tầng 2. Đầy đủ mọi công năng đáp ứng cho một hộ gia đình sử dụng. Từ vị trí của ngôi nhà này mà mọi người muốn đi hướng về Hà Đông cũng được, đi lên Nguyễn Trãi Thanh Xuân hoặc là đi ra Văn Điển rất là gần, thuận lợi với lại bến xe Giáp Bát cũng như là hướng đi về bến xe Yên Nghĩa mọi người ạ. Khu vực phía Tây Hà Nội hiện nay đang rất là phát triển về cái cơ sở hạ tầng cũng như là giao thông vận tải, về cái trục đường 70 Sa La Nguyễn Xiển mọi người ạ. Cho nên là nếu như quý khách hàng có thể cân nhắc cái vị trí này để đi làm nếu như khu vực quận Hà Đông, quận Thanh Xuân hoặc là đi về Thanh Trì. Mời mọi người theo em lên tầng 4. Tầng 4 được thiết kế như sau, gồm một phòng thờ, một khu vực để máy giặt và một khu vực để sân phơi. Thì hiện tại em đang đứng ở phía sân phơi. Từ phía sân phơi mọi người có thể nhìn xung quanh giúp em rất là nhiều nhà cao tầng cũng như là mọi người đây. Cụ thể nhất đó là có một cái bãi đỗ xe ô tô rất là gần vị trí nhà, chỉ cách vị trí nhà khoảng 50m thôi. Ô tô có thể đỗ ngày đêm mọi người nhé. Và mời mọi người theo em sang bên phía phòng thờ của ngôi nhà. Phòng thờ rất là rộng. Duy nhất cái căn phòng thờ này thì chủ đầu tư là thiết kế khác hơn một chút so với tầng 2, tầng 3. Đó là thay thế vào sàn gỗ thì là chủ đầu tư ốp gạch mọi người nha, lát gạch. Và kích thước gạch là gạch 60-60. Trên cái căn phòng thờ này thì cũng có đầy đủ cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, rất là thoáng. Và đây chính là khu vực để máy giặt. Trên tầng 4 của cái căn nhà này thì có một cái giếng trời ô thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng cho khu vực cầu thang. Ngoài video mọi người đang xem, Ngọc Ánh còn có rất là nhiều những cái dự án với cái giá bán cũng rất là hợp lý, chỉ từ 1,3 tỷ đồng xung quanh khu vực quận Hà Đông, quận Nam Từ Liêm và kể cả có cả một số cái lô đất nhỏ mà quý dân gửi cho Ngọc Ánh. Thì nếu như mà quý khách hàng của em nếu quan tâm
và muốn được tư vấn thì vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em nếu như mà thấy hay thì bấm vào like để ủng hộ em, cũng như là đăng ký kênh, nhớ nhấn vào nút chuông để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những video bất động sản tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.